Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì gia đình mình đang ở trước cái tòa nhà Flamingo. Thì tòa nhà này là một trong những cái tòa nhà trung tâm của khu du lịch sinh thái Đại Lải. Thì Đại Lải này là một cái khu du lịch nằm ở xã Ngọc Thanh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 50 km về hướng Bắc. Đây là một cái khu du lịch nổi tiếng với một cái công trình hồ nước nhân tạo. Và cái công trình này được khởi công xây dựng từ năm 1959 đến năm 1963 thì nó mới hoàn thành. Diện tích là 5,25 km² và dung tích là 34,5 triệu km², là một trong những cái hồ nước ngọt lớn nhất miền Bắc. Nước hồ thì trong xanh mát lành, do sở hữu phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp, hồ Đại Lải hiện nay đã trở thành một cái điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn, thu hút khách du lịch khắp trên toàn quốc và thế giới. Du lịch Đại Lải thì chúng ta đi vào cái tháng 5 đến tháng 9 là cái thời điểm mà nó thích hợp nhất, bởi vì lúc này thời tiết Đại Lải sẽ khá mát mẻ, không quá nóng. Ban ngày thì trời nắng tốt, ban đêm thì sẽ mát mẻ, se lạnh nên rất phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra thì giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa hè, khí hậu miền Bắc lúc này khá oi bức nên rất phù hợp để đi đến Đại Lải để tránh nóng và thư giãn nghỉ ngơi. Trước mắt các bạn là con đường đi vào cái căn biệt thự của gia đình mình thuê. Thì tổng diện tích của cái khu du lịch sinh thái Đại Lải này là khoảng 123 ha. Là một cái khu du lịch sinh thái mà cực kỳ rộng. Khu du lịch sinh thái Đại Lải thì được xếp vào một trong những 10 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới năm 2014. Giá vé vào cái Flamingo Đại Lải Resort thì người lớn là 330.000 Việt Nam đồng trên người, trẻ em là 230.000 Việt Nam đồng trên người, tức là trẻ từ 5 đến 12 tuổi và dưới 1,40 m. Ở đây mình thuê cả cái căn biệt thự để nghỉ dưỡng. Nếu như mà chúng ta đi ô tô thì chúng ta sẽ bỏ xe ở ngoài khu vực trung tâm được cái tòa nhà Flamingo ấy, sau đó là chúng ta sẽ được xe điện là chở đến tận nơi, và khi di chuyển để đi ăn đi chơi xung quanh cái khu vực Đại Lải thì chúng ta sẽ là gọi xe điện, và sau 5 phút 7 phút thì họ sẽ đến đón và đưa mình dạo vòng quanh cái khu vực Đại Lải này. Đây là một cái căn nhà tại Flamingo Vĩnh Phúc. Căn nhà này thuế một đêm như vậy là 8 triệu, chưa kể ăn uống. Đây là quỷ khu sân vườn. Căn nhà này thì có 2 tầng. Trước nhà thì có bể bơi. À, phù hợp với trẻ em và người lớn. Ở đây, cái chỗ tắm nước sạch. Đó. Đẹp. Rồi. Đó là gia đình nhà mình. Đó, giường. À, các con. Là cái chỗ ghế. Ngồi. Cái phụ sữa. À, chỗ này thì lối đi từ phòng khách. À, chỗ này vẫn đang nằm trong cái khuôn viên của căn nhà này, có mít khế. Cái này là hệ thống cây xanh. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà để giới thiệu cho các bạn xem. Phòng khách. Phòng này thì có tivi.
Ở đây điều hòa bật 24/24, mặt lạnh luôn. Đây là phòng khách này. Một ghế sofa. Đây là một cái bàn bàn ăn. Có đầy đủ chén, cốc. Như đây là nước. Phải làm mingo. Cái này miễn phí. Hôm nay là có bếp. Có bếp với các cái nắm kẹo để đựng. Hoặc là giống như một cái nhà bếp bình thường. Bếp tư. Một mùi. Tủ. Đầy đủ luôn. Tủ lạnh thì to nhưng mà không có mạnh miệng gì cả. Nên rất sang trọng, đẹp. Chỗ này là cân, chỗ để đồ. Rồi, đứng ở tầng 1. Khu vực này. Này phòng vệ sinh tầng 1. Đây là một cái phòng tắm cực VIP. Dành cho 3 người được. Đây, phòng tắm. Ôi, trong này không biết là cái phòng làm gì. Cực kỳ tiện nghi hiện đại. Đây, bạn thông báo sử dụng dịch vụ xông hơi. À, đây là phòng xông hơi nha. Còn đây là lên tầng 2 này. Tầng 2. Rồi. Chào. Hello. Hello. Xin chào phòng VIP. Phòng VIP dành cho hai vợ chồng. Đây là hệ thống nhà vệ sinh tầng trên. Đó, có nhà tắm, bệt, bồn rửa. Trong này điều hòa không phải là điều hòa cái mà điều hòa nằm ấm trong ấy. Bên này là hai phòng. Đây là phòng ngủ dành cho gia đình 4 người. Ở phía ngoài này là một cái ban công. Đây này có tivi. Tủ đồ. Cực kỳ rộng luôn. Rồi, phòng tắm. Chậu rửa này, bồn tắm này, phòng vệ sinh này. Đầy đủ. Đây chính là phòng của nhà mình nhé. Phòng này thì có tivi này. View chỗ này thì ra sân vườn. Đây là một giường. Giường này thì 4 người ngủ thoải mái. Đây là cái tủ. Tủ này đồ, tủ rộng cực kỳ luôn. Trong này là phòng tắm. Đây, đây là chỗ vệ sinh. Đây là phòng tắm. Cực kỳ rộng. Đây, bồn tắm. Rửa tay. Ngoài này có sân vườn. Mát không? Sướng phát. Cầm ở đấy nhỏ, mẹ thì đình đưa lên cầm về bơi to. Hơi nữa tính sao? Tôi là chưa hết. Nó bảo là bác cho cháu tiền, nếu cháu thua cháu sẽ massage cho bác. Còn nếu như mà vào sau thắng thì sẽ